phân tích One Punch Man chapter sửa 196.7. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhá. Tiếp tục với những chapter sửa của tác giả Murata. Ở chapter sửa trước đó, bằng cách vô tình hấp thụ máu của các quái vật đã chết trước đó, bạo dâm công chúa Duess đã chính thức comeback một lần nữa. Là một trong những nhân vật chết đi sống lại khá nhiều lần, tác giả gần như đang bế tắc trong cách tiễn đưa Duess về với đất mẹ. Tuy nhiên, ở cuối chapter sửa trước, Duess sau một pha dẫn mấy thằng đệ đi tìm mặt nạ mật đã vô tình đụng trúng bộ ba Fubuki. Thực sự quá nhọ cho Duess, cô nàng tránh vỏ dưa thì lại gặp đúng vỏ dừa. Nếu gặp Fubuki thì khác, đằng này Fubuki lại được hai ông già bang bom bảo kê. Kèo này thực sự khó cho bạo dâm công chúa rồi anh em ạ. Và để tìm hiểu thêm những thay đổi trong chapter sửa mới nhất 196.7, anh em hãy cùng mình đến ngay với video phân tích chapter nhá. Mini story. Xuất hiện trong mini story lần này là hai nhân vật sẽ không bao giờ làm anh em thất vọng, đó là Fubuki và Duess. Với hai style thời trang hoàn toàn trái ngược, một bên mặc váy kín mít, một bên hướng đến xu hướng mát mẻ với combo gây kích thích cực mạnh. Tuy nhiên, cả hai cô nàng đều tỏ ra ngang tài ngang sức về mảng hàng họ điện nước. Đây chính là cuộc chiến mà khá nhiều anh em mong chờ, bởi ngoài đánh nhau thì anh em sẽ còn được free luôn cho liều thuốc bổ mắt hảo hạng. Anh em cũng biết rồi đấy, tranh thủ cơ hội rửa mắt ở những chapter hiện tại, chứ thằng chọc nó mà ngoi lên thì hết cơ hội anh em ạ. Cùng với dòng cáp thể hiện quyết tâm chiến thắng của hai cô nàng, hy vọng là cuộc chiến sẽ diễn ra thật là rung lắc, ý mình là thật là hấp dẫn. Kế hoạch của Duess, bang Exciter. Tiếp tục với diễn biến của chapter trước, Duess cùng đồng bọn đã đụng phải bộ ba Fubuki. Cả hai cô nàng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi chạm nhau lần nữa. Ngay lập tức, Fubuki múa quạt khoe thông thạo, cô nàng rất quyết tâm đánh bại Duess trong lần này. Lý do chính khiến cô quyết tâm như vậy là để trả thù cho những thành viên của nhóm Bão Tuyết bị Duess hành cho sấp mặt ở trận đánh trước đó. Duess đáp trả bằng cách siết cổ chính hai thuộc hạ của cô và ra lệnh cho họ phải cắn lưỡi tự sát nếu đối phương có bất cứ hành động. Từ đây có thể thấy, đám thuộc hạ của Duess kiêm luôn vai trò con tin, một pha 2 trong 1 đầy chất lượng. Bom tỏ ra bất ngờ khi Duess sẵn sàng giết chính thuộc hạ của mình. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vốn dĩ ông không làm anh hùng, ít chứng kiến được sự tàn độc của bọn quái vật nên bất ngờ là điều khó có thể tránh khỏi. Ngược lại, bang tỏ ra vô cùng bình tĩnh, với kinh nghiệm farm quái lâu năm, bang đủ kinh nghiệm để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này Duess đang nghĩ đến kế hoạch biến mặt nạ mật thành nô lệ tình yêu của mình. Cụ thể, Duess biết chắc chắn mặt nạ mật sẽ đụng độ chỉ huy quái vật cấp cao và việc mặt nạ mật phải chiến đấu đến kiệt sức là điều khó có thể tránh khỏi. Lợi dụng cơ hội đó, Duess sẽ thu phục mặt nạ mật. Ngoài ra, Duess còn tính tới chuyện sử dụng khả năng tẩy não từ chiếc roi da của chính mình cùng tế bào quái vật biến một nô lệ khác thành mặt nạ mật pha ke dâng cho các chỉ huy quái vật. Về phần mặt nạ mật Ryu, cô ta sẽ thay đổi khuôn mặt, từ đó dành làm của riêng cho mình. Thực chất, kế hoạch này của Duess xuất phát từ tình yêu với mặt nạ mật. Tất nhiên, tình yêu ở đây là tình yêu thật sự. Như đã thấy, nếu chúng ta nhìn sơ qua thì khao khát sở hữu mặt nạ mật của Duess không đơn thuần là biến anh chàng hạng 1 lớp A thành nô lệ như các lính lác khác. Với tất cả những gì đã chứng kiến từ mặt nạ mật, có lẽ bạo dâm công chúa của chúng ta đã siêu lòng. Vốn dĩ chúng ta biết đến quái vật là những kẻ độc ác, máu lạnh, song không có nghĩa là chúng không biết đến tình yêu. Cụ thể nhất, anh em có thể nhìn vào cặp đôi Electric Catfish Man và Michael Plasma. Duess vô cùng tự tin rằng mình sẽ đánh bại Fubuki, cho rằng Fubuki yếu hơn mình và hiện tại Fubuki cũng không còn nhiều đàn em, chỉ còn lại hai ông già tuổi cao sức yếu đi theo. Song cô nàng quái vật sớm nhận ra sai lầm của mình, chính xác hơn thì Duess vừa kịp nhận ra một trong hai lão già là Bang, anh hùng hạng 3 lớp S thì cô đã bị Bang tốc biến trói lại. Đồng thời Bang cũng đánh ngất tất cả thuộc hạ của Duess. Nhìn vào khung tranh Duess bị trói, có lẽ là nhiều anh em cũng đang có suy nghĩ giống mình đúng không? Quả này không chừng Murata tranh thủ marketing cho ngành công nghiệp không khói của xứ sở mặt trời mọc rồi anh em ạ. Giống thực sự luôn ấy. Nói một chút về phân cảnh Bang đánh bại Duess. Thực sự thì Bang quá nhanh, quá nguy hiểm. Không quá khi nói rằng Bang là người chơi hệ phóng, chuyên cưỡi Exciter đi xích gái. Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý nữa, Bom đã không tham gia. Ông bảo rằng nếu mình giúp đỡ, tất cả các con tin sẽ tan xác. Từ đây có thể thấy môn võ của Bom mang sát thương lớn như thế nào. Chúng ta đã biết, Bang luyện môn võ chuyên về phòng thủ, còn Bom chuyên về tấn công. Do đó họ mới là bộ đôi hoàn hảo nhất, bù trừ kỹ thuật cực tốt cho nhau, giúp bù đắp những điểm yếu.
về phía Fubuki vì đây là lần đầu tiên chứng kiến sức mạnh của Bang, và khi nghe Bom nói, cô nàng đã há hốc mồm ngạc nhiên. Một kẻ bán hành cho Fubuki ngập mặt, bị hai ông già coi không ra cái gì. Fubuki đúng kiểu, hai ông già này ảo thế nhỉ. Bạo dâm Fubuki, nỗi lòng của Bang. Dues đủ tỉnh táo để biết được khi đối đầu với Bang, cô ta sẽ chết. Theo thông tin từ Hiệp hội Quái vật thì việc Bang xuất hiện ở đây là nằm ngoài dự tính, và điều này cũng ngoài dự tính đối với Hiệp hội Anh hùng. Quay trở lại với Fubuki, tranh thủ Dues bị trói, nữ anh hùng của chúng ta bắt đầu dở thói đa cấp. Fubuki chém gió rằng hai ông già kia chính là thành viên của nhóm bão tuyết thế hệ mới và sức mạnh của họ là rất khủng. Dues biết chắc Fubuki chẳng qua cũng chỉ là chém gió lấy tiếng, không đời nào anh hùng cấp S lại là thuộc hạ của cô. Về vấn đề này, thực sự từ lúc Fubuki tự nhận mình là cấp trên của những con hàng khủng như là Saitama, Bang, Bom, Genos hay King, những nhân vật kia tỏ ra không quan tâm cho lắm. Song họ cũng không hoàn toàn gạt bỏ điều đó, đôi lúc họ còn chủ động nghe theo lời Fubuki. Ví như Bang, Bom ở chapter sửa 196.6, do vậy có thể nói rằng Fubuki đã được những nhân vật kia xem là bạn, và nó là thứ vốn dĩ Fubuki chưa từng nghĩ đến. Ắt hẳn trong thâm tâm, cô sẽ vô cùng hạnh phúc vì điều này. Đối diện với nguy cơ chết bất kỳ lúc nào, Dues chủ động giả vờ đầu hàng, sẵn sàng phục vụ Fubuki. Tuy nhiên, Fubuki từ một cô gái cứ ngỡ là con nhà lành lại bắt đầu dở thói bạo dâm anh em ạ. Cô nàng lấy chiếc roi da của Dues, gang ban cho công chúa bạo dâm không triệt pháp nào. Nhìn cảnh này, Bang, Bom, thậm chí là tất cả anh em chúng ta không biết ai mới thực sự là bạo dâm công chúa, kiểu nhân cách khác của Fubuki đấy anh em. Cơ mà nhìn cảnh này tôi đố ông nào mà không thích đấy. Dues phê như con TT sau màn tra tấn của Fubuki. Thông qua cảnh này, Dues bỗng nhiên dễ thương một cách lạ lùng anh em ạ. Về phía Bang, ông già nhìn cảnh những nạn nhân bị hóa quái mà buồn rười rượi. Tất nhiên là khi liên kết với chapter sửa trước, ta biết được Bang đang lo lắng cho Garu. Bang nghĩ rằng Garu cũng đã hóa quái giống như những nô lệ này. Và khi những nô lệ kia hóa trở lại thành người, Bang dường như đã nhận ra việc hóa quái hay biến lại thành con người đơn giản xuất phát từ thâm tâm trái tim của con người. Chính điều này đã khiến cho Bang cảm thấy có cơ hội cho Garu. Nói một chút về Bang, ở những chapter sửa, Bang thể hiện nhiều hơn nỗi lo lắng cho Garu, điều mà ở mạch truyện chính nó vẫn có nhưng mà chưa được thể hiện rõ nét. Là một người thầy, Bang hơn ai hết là người hiểu được nỗi đau của Garu. Vấn đề nằm ở chỗ ông không thể chữa lành vết thương trong tim của đứa học trò, để rồi đến hiện tại, Garu dường như đã đánh mất chính mình. Bang hiểu phải ngăn chặn Garu. Ông từng nói chính mình sẽ đặt dấu chấm hết cho thợ săn anh hùng, mà hiểu đơn giản là giết Garu. Nhưng mà bản thân mình luôn tin rằng Bang vẫn luôn tìm cách để chữa vết thương trong lòng của đồ đệ. Chắc chắn là Bang sẽ chẳng bao giờ nỡ ra tay giết chính đứa học trò mà mình yêu thương nhất. Nếu muốn giết Garu, ông đã có thể làm việc đó từ rất lâu. Và đến giờ có lẽ Bang đã có cách riêng của mình. Thực sự thì mình nghĩ nếu theo diễn biến của chapter sửa này, trận chiến của Garu và Bang sẽ có chút gì đó đặc sắc hơn, tình cảm chẳng hạn. Nó sẽ được thể hiện rõ ràng hơn ở một thời điểm nào đó. Ngoài ra, ở phân cảnh này, Fubuki cũng thể hiện được sự sâu sắc của mình. Cô nàng trước đó còn thể hiện mình là một cô nàng bạo dâm, tưởng từng chẳng hiểu gì, nhưng mà rốt cuộc Fubuki biết nỗi lòng của Bang. Câu động viên của cô dành cho Bang là hết sức cần thiết. Chính hai ông già cũng bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc vì câu nói của cô nàng. Rover xuất hiện, Fubuki đánh bại Dues. Bộ ba Fubuki quyết định bắt Dues khai ra chỗ ẩn nấp của con boss hiệp hội và vị trí của Garu. Fubuki tiếp tục gang bang Dues thêm một lần nữa. Sau cơn phê, Dues bắt đầu khai ra vị trí của Garu. Tuy nhiên đây chỉ là sự lươn lẹo của cô nàng quái vật. Cô cố tình dẫn Bang cùng đồng bọn vào phòng tra tấn của mình là có mục đích khác. Anh em nếu chú ý một chút thì sẽ nhận ra Bang tỏ ra vô cùng nghiêm túc và đáng sợ khi nhắc đến Garu. Như đã nói ở trên, ông già đang rất quyết tâm đưa Garu trở lại và sự nghiêm túc đáng sợ ấy thể hiện rõ quyết tâm đó. Trong đó còn có cả tình thương, người ta hay gọi ngoài cứng nhưng bên trong mềm là thế đấy anh em ạ. Tại phòng tra tấn, Dues đã đánh lừa bộ ba Fubuki. Cô nàng quái vật đã dùng chiếc còi gọi cún để gọi Rover đến và đây chính là cách bộ ba Fubuki gặp Rover theo những gì sửa lại. Nó thực sự hay hơn bản cũ và mang đậm dấu ấn của Dues. Ngoài ra với những thông tin này, gần như chúng ta thấy được Rover đơn thuần là một quái vật rất ngây thơ, chỉ có sức mạnh của con chó này là khủng, còn lại gần như là nó có thể bị điều khiển và đi theo bất cứ ai bằng chiếc còi gọi cún. Sự ngây thơ của Rover là lý do sau này nó đã trở thành cún cưng của Saitama trong bản gốc. Quay trở lại với diễn biến, Dues nói rằng Garu thực chất bị giam sâu dưới lòng đất. Tất cả những gì cô nói sớm giờ chỉ là một cú lừa. Cùng với đó, Rover bắt đầu tấn công Fubuki cùng đồng bọn. Hai lão Bang và Bom thực sự choáng ngợp trước sức mạnh của Rover.
Tuy nhiên, họ đủ tỉnh táo để làm chệch đòn đánh của Rover, cứu sống các con tin, đồng thời bảo họ lên mặt đất bằng chính con đường mà Rover đã bắn thủng. Fubuki không quên tấu hài bằng cách nhắn nhủ các con tin nói rằng băng bão tuyết thế hệ mới đã cứu họ. Đúng là thanh niên đa cấp này khó mà bỏ được bệnh nghề nghiệp, đối đầu với Rover mà vẫn không quên marketing cho doanh nghiệp. Trước sức tấn công hủy diệt của Rover, gần như là bộ ba Fubuki chỉ biết tránh né. Dues cũng tranh thủ cơ hội đánh bài chuồn. Song bạo dâm công chúa bị Fubuki chặn lại bão tố địa ngục cho mấy nhát rơi sâu xuống lòng đất. Chưa chắc Dues sẽ chết, nhưng cô nàng quái vật nhìn chung sẽ bị thương khá nặng sau pha đó. Chapter sửa kết thúc với cảnh Garu đang bị trói và ngủ say ở căn phòng bên dưới trận đánh giữa bộ ba Bang và Rover. Đây chắc chắn là chi tiết ẩn ý cho những chapter sửa tiếp theo nếu có. Với những diễn biến như hiện tại, có thể sẽ có thêm những chapter sửa tiếp theo để chúng ta biết được liệu Dues có thực sự chết hay không. Theo cá nhân mình nghĩ thì số phận của công chúa bạo dâm sẽ chưa khép lại. Có thể cô nàng sẽ còn xuất hiện dài dài và có mối liên kết gì đó với những thông tin về mặt nạ mật. Ngoài ra, không trừ khả năng trận chiến với Rover sẽ giúp bộ ba Bang sẽ thấy mặt Garu trước khi được Tatsumaki kéo lên mặt đất theo diễn biến chính. Hoặc nếu ảo ma Canada hơn nữa, Bang hoàn toàn có thể có màn giao lưu văn hóa văn nghệ với Garu ngay dưới hiệp hội quái vật. Trên đây là video phân tích một số điểm thú vị trong chapter sửa 196.7. Hy vọng là anh em sẽ thích video. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.